Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra các vết máu và các đường vân để lại. Đội trưởng, đôi dép này có dính máu. Nạn nhân tên Huỳnh Ngọc Phương Uyên, 26 tuổi, làm tiếp viên hàng không. Ngôi nhà mà nạn nhân đang ở một mình cũng chính là hiện trường vụ án. Qua kết quả khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân bị một vật tày tấn công nghiêm trọng vào đầu, dẫn tới tử vong. Thời gian tử vong từ khoảng 6 tới 8 tiếng trước. Nạn nhân không bị cưỡng hiếp. Chùm chìa khóa được phát hiện ở cửa ra vào của nhà nạn nhân. Vậy thì rất có khả năng là hung thủ đã lén theo nạn nhân về nhà. Sau khi nạn nhân mở cửa thì hắn ta đã tìm cách tiếp cận, khống chế và ra tay sát hại cô ấy. Tài sản có thất thoát, suy ra đây có thể là một vụ án giết người cướp tài sản. Tôi có một quan điểm khác. Theo kết quả pháp y, sau gáy trái nạn nhân bị một vết thương nghiêm trọng, não trước phải nạn nhân bị vật tày tấn công nhiều lần. Số lượng vết thương nói lên cảm xúc hung thủ. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của đồng chí. Bởi vì nếu là giết người cướp tài sản thì cớ gì hung thủ ra tay một cách tàn bạo như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một vật chứng tiếp theo. Ô dép nam này được tìm thấy trong nhà của nạn nhân. Điều này chứng tỏ nạn nhân có một mối quan hệ qua lại với một người đàn ông nào đó. Và một điều đặc biệt, qua khám nghiệm thì trên đôi dép nam này có dính vết máu của nạn nhân. Khả năng cao, người đàn ông bí ẩn mang đôi dép này chính là hung thủ. Và 90% giữa nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ quen biết với nhau. Trung Quý Dũng tiếp tục thu thập những manh mối có tại hiện trường, điều tra các mối quan hệ có liên quan tới nạn nhân trong thời gian gần đây. Thượng Quý Qua điều tra tất cả những thông tin có liên quan đến gia đình của nạn nhân. Qua điều tra đã tìm được đối tượng Trần Mạnh Hùng, 40 tuổi, người tình của nạn nhân, triệu tập bà Võ Thị Ngọc, vợ Hùng và Lê Giang Hạnh, tài xế riêng của Hùng để lấy lời khai. Anh biết cô gái này đúng không? Tôi không biết. Chúng tôi đã điều tra được anh và cô Quyên có mối quan hệ tình cảm với nhau trong một năm đổ lại đây. Và số điện thoại của anh thường xuyên liên lạc với cô ấy. Chín tháng trước anh chuyển cho Uyên số tiền 1,2 tỷ đồng, đúng không? Tại sao tôi lại phải chuyển cho cô ấy nhiều tiền như vậy? Chúng tôi đã làm việc với ngân hàng, đồng thời phát hiện được vào đúng khoảng thời gian đó, cô Uyên có mua một căn nhà dưới quê cho ba mẹ với giá trị tương đương. Và dường như là trong khoảng thời gian gần đây thì công việc của anh không mấy được suôn sẻ. Tôi đầu tư bị thua lỗ, nợ ngân hàng thì sắp đến hạn, cho nên là tôi đang lo lắng là sợ là công ty không trụ lại nổi. Chính vì thua lỗ nên anh đã ra tay sát hại cô Uyên nhằm lấy lại tất cả. Không, tôi có thể bán nhà, bán xe, bán hết tất cả mọi thứ để trả nợ, chứ tôi không có lý do gì để sát hại cô Uyên hết. Vậy vào khoảng thời gian đó anh ở đâu, làm gì? Ngày hôm đó là tôi ở nhà suốt cả ngày,
Tôi ở nhà với vợ tôi, tôi không có đi ra ngoài luôn. Nếu mà hai cán bộ không tin á thì có vợ tôi làm chứng cho tôi. Tôi hôm đông đâu có ở nhà. Ông nói với tôi á là ông đi công tác ở tỉnh, nhưng mà tôi nghĩ là ông qua nhà của con quỷ này. Hai người này y như nhau, muốn bòn rút hết tiền của tôi á mới vừa lòng. Cán bộ phải tin tôi. Chị phát hiện chồng mình có mối quan hệ bất chính từ khi nào? Hai người đó bắt đầu qua lại với nhau á sau khi đi cùng một chuyến bay ra Hà Nội. Ổng cho ông nhỏ đó nhiều tiền lắm, chứ lương tiếp viên trong vòng một năm á thì làm sao đủ để mua được căn nhà to như vậy. Đây là cô Quyên mà. Anh biết gì về mối quan hệ giữa cô Quyên và ông Hùng? Tôi là tài xế thường trực cho ông Hùng. Cô Quyên có mối quan hệ với ông Hùng là tình nhân. Ông Hùng thường xuyên đưa đón cô Quyên đi về sân bay. Vào đêm xảy ra án mạng thì ông chủ của anh có lấy xe không? Có. Đêm đó ông chủ kêu tôi đưa chìa khóa, nhưng mà đi đâu thì tôi không biết. Câu lưu Trần Mạnh Hùng trong 48 giờ, chờ cũng có chứng cứ điều tra. Với tất cả bằng chứng mà chúng ta có được thì rõ ràng đối tượng Trần Mạnh Hùng là đối tượng tình nghi cao nhất trong vụ án này. Nhưng Hùng một mực phủ nhận hành vi gây án của mình. Mời vào. Báo cáo đồng chí, đã có phát hiện mới. Bên phòng pháp chứng vừa có báo cáo, trong tất cả các vật chứng chúng ta thu thập được, có phát hiện một sợi dây chuyền vàng mà trong đó có khắc hình chữ H, được tìm thấy trong tủ nữ trang của nạn nhân. Tôi đã thẩm vấn ông Hùng. Ông Hùng nhất quyết phủ nhận không biết rằng cái sợi dây chuyền này từ đâu mà ra. Đồng thời, bên phòng pháp y cũng đã tìm thấy một vết thương hình chữ U sau gáy của nạn nhân. Chúng ta đã thiếu sót một chi tiết quan trọng trong vụ án tại hiện trường. Muốn sửa chữa sai sót, phải quay lại nơi bắt đầu. Vậy là hung thủ thuận tay trái. Các đồng chí, cho tôi hai giả thiết. Hung thủ mở tủ, lục tung trang sức. Lấy đi vài món và sắp lại một cách ngay ngắn. Nếu làm như vậy thì tôi thấy là không đúng cho lắm. Để tôi. Hắn ta sẽ cẩn thận mở hộp, lấy từng món trang sức và sau đó sắp xếp chúng lại một cách ngăn nắp nhất. Dạ rồi, cố tình quăng những thứ này để tạo dựng hiện trường giả. Đôi dép này
cũng đã được sắp đặt vị trí. Nếu như theo giả thiết của đồng chí thì chiếc chìa khóa cũng đã được sắp đặt. Hung thủ cố tình đánh lạc hướng chúng ta nhằm để chúng ta nghĩ rằng đây là một vụ án liên quan tới tiền. Đồng thời, hung thủ mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, luôn muốn mọi thứ được sắp đặt một cách ngay ngắn. Alo, tôi nghe đây. Rồi rồi, tôi biết rồi. Đã có thêm bằng chứng mới cho sự ngoại phạm của ông Hùng trong đêm xảy ra án mạng. Vậy tại sao vợ của ông Hùng và tài xế của ông Hùng đều nói dối? Vợ Hùng nói dối có thể vì bà ấy căm phẫn khi ông Hùng ngoại tình. Ông nói với tôi là ông đi công tác ở tỉnh, nhưng mà tôi nghĩ là ông qua nhà của con quỷ này nên cố tình muốn tống ông ta vào tù. Nhưng tài xế Hạnh thì... Hung thủ mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, luôn muốn mọi thứ được sắp đặt một cách ngay ngắn. Vậy là hung thủ thuận tay trái. Bên phòng pháp y cũng đã tìm thấy một vết thương hình chữ U sau gáy của nạn nhân. Anh Hạnh thân mến, Quyên đi làm xa quê, nhớ anh nhiều lắm. Anh có thể lên Sài Gòn cùng Quyên được không? Tụi mình lên đây sẽ cùng nhau lập nghiệp. Em chờ tin anh nha, thương anh nhiều lắm. Trời. Em. Trời, kiếm đâu ra chiếc xe vậy? Của anh mới mua đó, đẹp không? Mới mua. Đúng rồi. Xạo quá nha. Anh giỡn á, cái xe này của ông chủ anh. Sau bao nhiêu ngày đi tìm hết chỗ này tới chỗ kia xin việc làm, bây giờ nó tìm được một vị trí rồi, đó là tài xế, lương ổn định lắm á nha. Thiệt hả? Ừ. Vậy thì mừng quá rồi. Đi, lên xe đi anh, chở đi. Dạ. Lê Văn Hạnh, anh đã bị bắt vì tội giết người cướp tài sản. Tôi giết ai? Cô Huỳnh Ngọc Phương Uyên, người yêu của anh. Người yêu? Tôi không bao giờ có một người yêu như cô ta. Chữ H được khắc trên sợi dây chuyền của cô Quyên là tên viết tắt của anh, Hạnh. Cho tới bây giờ mà cô ấy vẫn giữ sợi dây chuyền đó sao? Chúng tôi đã điều tra, chủ tiệm vàng cũng đã xác nhận chính anh là người đã mua sợi dây chuyền tặng cho cô Quyên. Phải, cô ta chính là người yêu của tôi. Cô ấy yêu tôi nhiều lắm, nhưng đó là chuyện trước đây kìa. Trước khi mà cô ấy lường gạt, phản bội tôi. Quyên. Ủa, anh đi đâu đây vậy? Anh chở ông chủ gần ở đây nè. Em mới bay về hả? Ừ. Mà em bắt xe ở trong sân bay hoài không được, đông quá
Cho nên em tính đi bộ ra đây nè, coi có xe không, em bắt xe ngoài đây. À, thôi để lại hỏi ông chủ coi cho em có gian được không ha. Ông chủ, bà em đang lỡ đường trong quán gian nha ông chủ. Dạ, cảm ơn ông. Lên xe đi em, ông chủ đồng ý rồi. Đây, anh xách đồ giùm cho. Đi. Dạ, em... Chào em. À, vô đi em. Cô ta bán thân để đổi lấy đồng tiền. Tôi không thể nào chấp nhận nhìn cảnh hai người đó suốt ngày cứ quấn quýt yêu thương trước mặt tôi. Cho nên phải đến lúc tôi tìm cơ hội để mà cho họ trả giá những gì mà họ đã gây ra cho tôi. Và nhân lúc công ty ông Hùng đang suy sụp thì anh đã lên kế hoạch ra tay sát hại ông ấy và tạo dựng hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan điều tra rằng đây là vụ giết người có liên quan đến tiền. Phải. Dạ xin phép ông chủ, cho em lấy xe đi rửa, xe dơ quá rồi. Lo mà rửa xe cho đàng hoàng. Xe mà bị trầy một vết là nghỉ lãnh lương 3 tháng nghe chưa. Anh làm gì ở đây vậy? Tại sao tôi không được quyền có mặt ở đây? Mình đã chia tay rồi. Kể từ ngày hôm nay, tôi cấm anh bén mảng tới nhà của tôi. Sau ngày hôm nay sẽ không còn ổ khóa cũ để anh vô nhà nữa đâu. Cô nên nhớ, căn nhà này tôi từng bỏ ra rất là nhiều tiền để thuê cho cô. Nhưng đổi lại thì sao? Mày ham mê tiền bạc, ham mê danh vọng. Mày lừa dối tao, mày phản bội tình tao. Anh này, ngộ ghê á. Ủa, quen em bao nhiêu năm rồi không hiểu hả? Em làm như vậy là chỉ là muốn lấy tiền của ổng rồi cái có tiền để lo cho hai tụi mình thôi. Mày chết đi, phản bội tao, chết, chết, mày chết, chết. Sau khi đã gây ra án mạng, anh vẫn cho rằng việc làm của mình là đúng đắn. Đúng chứ. Những người nào gây ra đau khổ cho tôi phải cho họ trả giá gấp trăm gấp ngàn lần kia. Tôi khuyên anh một câu, thứ không thuộc về mình thì hãy xem là nó không đáng. Ai trong chúng ta cũng có quyền có được hạnh phúc. Nhưng rất tiếc, chính đôi bàn tay anh đã tự cướp đi hạnh phúc của chính mình. Không, chính cô ta, không phải tôi. Chính cô ta đánh mất hạnh phúc của tôi. Chính cô ta. Thả tôi ra. Thả tôi ra.